Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 30 tháng 8 đã ký công điện gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Công điện lưu ý, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, dự báo nhu cầu đi lại, tiêu dùng, thăm thân, du lịch, sử dụng dịch vụ gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, cháy nổ, tai nạn, ùn tắc giao thông, mất an toàn thực phẩm. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên. Trong đó, Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, huy động lực lượng, phương tiện tấn công, chấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy nổ khi tập trung đông người du lịch dự các hoạt động kỷ niệm và tại các khu chung cư, nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, các hành vi gây rối trật tự công cộng, bảo đảm giao thông thông suốt trong dịp nghỉ lễ. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc đảm bảo năng lực, chất lượng, an toàn hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không, thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn, thủ tục về an ninh an toàn, xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn, kịp thời xử lý, giải tỏa, không để xảy ra ùn tắc trong và ngoài các cảng hàng không, tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các đô thị lớn, các khu du lịch, điểm du lịch, nhà ăn tập thể, tăng cường kiểm tra đột xuất, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh và thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo đúng quy định, tăng cường tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa phương trọng điểm. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng, kiến thức, pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội và an toàn thực phẩm cho nhân dân yên tâm nghỉ Tết độc lập. Người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, vành đai 3 trên cao ùn tắc hơn 5 km. Chiều ngày 30 tháng 8, người dân từ Hà Nội đổ về quê nghỉ lễ dịp mùng 2 tháng 9 tăng cao, khiến nhiều tuyến đường, phố của thủ đô ùn tắc nghiêm trọng. Trong đó, đường vành đai 3 trên cao có thời điểm ùn tắc kéo dài hơn 5 km. Chiều ngày 30 tháng 8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, hàng nghìn người dân đã lỉnh kỉnh đồ đạc tranh thủ về quê, đi du lịch sớm. Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 9, nên lượng người đổ về quê và đi du lịch rất đông. Do lượng người đổ về quê đông đã khiến nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội như Vành Đai 3, Nguyễn Xiển, Nguyễn Xuân Yêm, Nguyễn Trãi, Láng, ùn tắc nghiêm trọng. Ngay từ 15 giờ, đường Vành Đai 3 trên cao đã ùn tắc kéo dài hơn 5 km, từ nút giao đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng đến khu vực bến xe nước ngầm. 15 giờ, đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn gần Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện xếp hàng dài, nhích từng mét. Từ 16 giờ, lượng phương tiện tăng cao, đặc biệt tại các tuyến đường phố hướng về các tỉnh từ phía Tây và phía Nam của thành phố Hà Nội. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời thành phố để về quê nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. 16 giờ 30 phút, tình trạng ùn tắc kéo dài diễn ra tại đường Nguyễn Xiển, phương tiện xếp hàng dài nối đuôi nhau,
hướng đi về quốc lộ 1 và đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đường Nguyễn Xiển ùn tắc kéo dài, nhiều xe máy phải leo lên vỉa hè để tránh tắc. Đông đúc người dân đứng đợi bắt xe khách dọc đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân. Quỳnh Anh, 21 tuổi, quê Hải Phòng, sinh viên năm 3 Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết do đặt xe muộn hết vé nên phải ra đường Khuất Duy Tiến bắt xe về quê ở Hải Phòng. Từ 15 giờ 30 phút, lượng khách đổ về bến xe Giáp Bát, ngày một đông. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, trong các ngày cao điểm, bến xe tiếp đón khoảng 12.000 đến 15.000 lượt khách một ngày, chủ yếu ở các tuyến Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam. Dự kiến, chiều ngày 30 tháng 8, bến xe đón tiếp khoảng 15 lượt khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, bến xe đã huy động tăng cường hơn 200 lượt xe. Ông Tùng thông tin, tại bến xe Giáp Bát, mặc cho cái nắng chiều cuối hạ còn khá gay gắt, nhiều người vẫn đội nắng để bắt xe về quê nghỉ lễ. Bộ Công an đề xuất quy định mới về trách tiền xử phạt vi phạm giao thông. Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo, nghị định quy định quản lý sử dụng kinh phí, thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe. Từ ngày 6 tháng 8, Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định quản lý sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe. Đây là dự thảo nghị định nhằm thực hiện quy định tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tại điều 25 của dự thảo nghị định nêu, cơ quan được sử dụng kinh phí từ xử phạt vi phạm giao thông gồm Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, Ban An toàn Giao thông tỉnh, thành phố, Ban An toàn Giao thông quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố, các lực lượng khác tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông thuộc lực lượng công an, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Tại khoản 2 điều 2 của dự thảo cũng quy định về cơ quan được sử dụng kinh phí thu từ đấu giá biển số xe gồm Bộ Công an, các lực lượng khác tham gia bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông thuộc lực lượng công an. Tại điều 3 của dự thảo quy định về nguyên tắc bố trí kinh phí, lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí như sau. Lực lượng công an được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện hoạt động tăng cường, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông từ 70 đến 85% khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ và 30% khoản thu từ đấu giá biển số xe. Các cơ quan khác không thuộc lực lượng công an được ngân sách nhà nước bố trí từ 15 đến 30% khoản thu từ xử phạt vi phạm giao thông. Nội dung chi và mức chi kinh phí. Cũng theo dự thảo nghị định, điều 4 quy định về nội dung chi kinh phí bao gồm chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, chi đặc thù đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lực lượng công an, chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho địa phương. Về việc chi đặc thù bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lực lượng công an, dự thảo quy định về việc chi thực hiện quá trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, chi bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông ban đêm, chi bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ trực tiếp xử lý ùn tắc giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong giờ cao điểm, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 tại các thành phố, chi mua sắm phục vụ nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ hiện hành. Về mức chi cụ thể, dự thảo nêu trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hỗ trợ không quá 10 triệu đồng một người tử vong, không quá 5 triệu đồng một người bị thương nặng. Trong dịp Tết Nguyên đán ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, thăm hỏi không quá 5 triệu đồng một người với nạn nhân bị thương nặng, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Đối với bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông ban đêm, theo dự thảo, tối đa 200.000 đồng một người một ca từ đủ 4 giờ trở lên, thời gian làm đêm từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, tối đa không quá 10 ca một tháng. Mức chi bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 100.000 đồng một ca một người, tối đa không quá 15 ca một tháng. Tại Hải Phòng, Đà Nẵng là 100.000 đồng một ca một người, tối đa không quá 10 ca một tháng. Cần Thơ là 100.000 đồng một ca một người, tối đa không quá 5 ca một tháng.
Mức chi hỗ trợ cho người thực hiện việc kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính, tuần tra kiểm soát trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, 300.000 đồng một người một ngày. Mức chi mua tinh mỗi vụ việc bằng 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính với tổ chức cá nhân nhưng không quá 5 triệu đồng. Về mức kinh phí thu từ đấu giá biển số xe, trích lại Bộ Công an. Tại điều 6 của dự thảo nghị định cũng quy định rõ nhiệm vụ chi, mức chi phục vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nhiệm vụ chi, mức chi phục vụ đấu giá biển số xe. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.